Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tiền Zombie V4 của mình. Hôm nay mình sẽ làm clip đi săn Zombie V4 bằng một set VIP luôn nhá. Nó khẩu M4 là một bon bét với cả là D bon bét này, Curry bét với nhân vật Venus luôn. Nó VIP từ đầu đến đuôi luôn. Và hôm nay mình sẽ cầm khẩu súng M4 là một này đi bắn zombie ở cận chiến cho nó gây cấn luôn. Mình xóa nó, mình VIP là mình phay vào cho hết độ sinh luôn. Thế hôm nay mình mang cả con Venus đi nữa chứ bình thường ít chơi con nhân vật này lắm. Mở ra đây. Úi giời, bay kinh ấy. Úi giời, mày thế còn bà Zé sao nó bắn cho đã lúc thầy đã. Hồi sinh ngay sau luôn. Úi giời, ra đây. Đúng rồi. Dìa máu. Úi giời, lại anh đứa chặn đường. Bọn này nó giật kinh ấy nhỉ. Mày đây. Khổ, bọn này nó bảo kê nhau kinh thế, không vã được con nào luôn. Vâng, cận chiến zombie là các bạn cần có 3 bước. Đó là bước 1 là dụ lôi hoàng vắng, bước 2 là bắn nhấp nháy và thứ 3 là đập. Rất đơn giản. Mà lại làm zoom cay cú luôn. Rồi, đây. Rồi, chúng ta đã hoàn thành xong 2 bước. Vào đây. May vào đây. Và một bạn đã ghi tên trong danh sách hồi sinh, không hồi sinh, hút à. May hút. Ui giời ơi, đập 200 tiết. Vãi cả M4 là một VIP. Không sao, mình chết mình có đứa nó mồi hàng ngay trước mặt cũng được. Nhảy kinh thế, bắt bài luôn. Khổ ta sao khẩu mà buôn ăn mồi VIP phải đập áo nhỉ, được có 200. Mà ra đây. Mày chết này, ăn luôn, ô thơm thế, già vả mốt pha chết con hero. Tớ xếp hàng tớ ơi. Xếp hàng. Nghĩ lại cay gắt được, khổ. Đập rốt mít con kia phát ăn hai hero luôn. Nhiều bạn bảo mình làm khẩu M4 là một VIP này nên nhưng mà hôm nay mới có thời gian làm được nên mọi người thông cảm nhá. Parkour này cản đường này. Đấy khẩu nhiều lúc đi đập zoom này rất là vui luôn nhưng mà nhiều lúc chết nó chửi do thì không ra cái gì, nó chửi ngu rồi các đủ thế loại luôn. Nhưng mà nó như con dao hai lưỡi thôi. Sao? Rồi mình rũi chẳng lẽ kín gì nhỉ? Úi giời. Ô khổ tâm toàn vào người đó thôi mà chẳng lẽ kín cái gì? Mù kinh thế bọn này. Lừa. Xả quá. Mày chết. Người hai phát con này không gãy răng. Không thật. Mày mê rồi. À còn tia chớp. Ô các bạn thấy áo này. Tâm vào người luôn. Không tìm mất tí tiết nào. À nhầm nháy rồi. Vỡ mồm luôn này. Đuổi à. Nhìn nó ao luôn. Khiếp, 40 chỉ 400 viên mình cày. Chả được tích ghi nào mà đã sắp hết đạn rồi này. Hồi té. Đánh chặn đường đấy, bom mẹ ăn bom đi. Nhấp nháy à, đó cực kỳ luôn. Một kim bom, một kim dao. Té đã, té cho nào an toàn đã, mất giáp. À, đây rồi. Ô, mình xin, cứ như biếu hàng ấy. Như là bạn ấy buông thả xuống phận. À, làm gì đây? Đây rồi. Chậm rồi bạn ơi. Người ơi, người ở đừng về. Đi đâu, mày đi đâu. Ô, còn kìa. Tao là sau rồi mà còn nó sky hết hàng của mình. Vào đây. Ôi trời, lỡ tay bạn headshot rồi. Ui hết đạn. Úi giời ơi, hero rồi. Này vào đây, hổ báo lắm mà. Không vươn tới được. Vẫn tôm. Vào đây mình vào mình test một chút thì cái máy của mình nó cũng chơi hơi giật. Nên là mọi người thông cảm nhá. Các bạn xem clip của mình nhớ like and subscribe kênh nhá. Kênh Tiền Zombie V4 chứ không phải kênh của Tiến Sinh Dài đâu nhá. Nhiều bạn cứ nhầm kênh Tiền với Tiến ấy, chửi mình giả mạo suốt. 6 5 4 3 2 1. Trước mình cũng hâm mộ Tiến Sinh Dài lắm.
Ta xem clip hào hỏi không? Bây giờ vẫn xem nhỉ. Ra đây. Trước là ta xem clip của Ken hay tiến dài rồi học cách bắn, cách nhảy. Bởi vì mình đời sau, người đi sau ấy, chơi cũng gần đây thôi. Úi giời, sao rũi trắng thì là tiếp kinh nào, kinh thật. Rồi, rửa máy đi. Phải đi đâu ấy? Con này rửa máy không hết máu nhỉ? Đều đấy. Rồi, mày ra đây. Mày chết này, double kill luôn. Ui, 3 kill luôn. Phê chưa? Ui té. Mình ăn rồi mình chạy. Lên đây, mày lên đây. Ui, đập mít như sợ. À, bó kill à? Ngay cả giờ xem clip của clan Tozobi ấy, nhiều ông ấy bắn nhiệt, sợ lắm. Mình nhiều phát, mình học hỏi các bạn cũng lên xem một chút. Bởi vì nhiều bạn cứ hỏi mình là dạy chơi các thứ ấy. May chết này. Nhưng mà các bạn nên xem clip rồi tự mình sẽ rút được kinh nghiệm thôi. Chứ bây giờ dạy chơi thì phải ngồi gần máy nhau rồi dạy nhảy cái này cái kia thì mới ấy được. Chứ nói khó nói lắm. Sợ cái từ nó bay như diễn viên siếc ấy, con này kinh thật. Hai men lên đây một đứa này. Đây xuống đây không? Bom đi, té nè. Đúng rồi, các bạn phải bắn hộ nhau thế mới đồng đội chứ. Này, ao luôn. Bố con từ đuổi không được, nó ao luôn. Xuống phay luôn, phay. Ủa, thôi chạy rồi. Lại pha này phải là hai đứa. Mù đê. Các bạn link face của mình để ở dưới. Các bạn có ý kiến gì hay là muốn mình làm súng gì thì nhắn tin hoặc là theo dõi kênh mình nhá. À, theo dõi face của mình nhá thì sẽ cập nhật những thông tin mới nhất. Nhưng mà mình nhiều lúc chơi tin nhắn thì mình không trả lời hết tất cả các bạn được. Làm gì đây? Phải áo thật phát đi rơi rồi bắn vẫn trúng này. Nào, Tena hôm nay nó tặng Tena, ai cũng Tena. Đâu? Để mình xem này có bao nhiêu đạn. Có bao nhiêu đạn. Chết không? Vợ ông này là vừa nãy cũng biết là mình chơi Tiền Zubi 4 này. Nên là cũng lại nói chuyện một lúc. Chạy đâu? Đây rồi. Cái đi super. Từ bắn xa lắm bạn ơi. Em xem clip của anh nhiều nhưng vẫn không chạy thoát được. Ở đây này sơ lốt hàng. À, bay nhảy à? Bay nhảy này. Thôi hai hero hồi đi máu đó. Ô con hero kia bung à? Ở đây mình có nhìn thấy nó đâu? Tiên đâu là lòi ra? Thôi kệ, tí nữa xem ai nói đi kích. Mày chết này, một em. Tí nữa xem có ai kích đâu. Nhưng mình cũng chưa không rõ. À, nhảy mít. Thì làm gì có cửa. Chết, phát lửa thôi. Bắn hai phát rưỡi mít chết. Kinh thật. Nhiều lúc làm tơ nhiều phát nhiều kỳ lắm. Có lúc bắn chết hết cả phòng với cả ăn hero ấy. Cũng vậy nhiều lúc mình được gần 30 kỳ. Phòng này kích linh tinh quá. Mình cũng có dìu VIP ấy, nhưng mà thích ghép với cái Kuribet này hơn. Bởi vì cái này nó nhảy thích là dìu. Mở ra đây. Trời ơi, thế này sống chạy sao được. Tên nào là Zubi kia. À đều ơi. Đây rồi, ra đây. Ồ, sống trông máu thế. À, nó lại nhử đấy. Đây, thuốc hạ nhử đấy. Đều rồi. Mày vỡ mồm, ui giời, đập mít. Mày vào đây có tơ. Ôi.
Úi giời, canh hàng à. He he. Ôi là... canh mình dính anh rồi. Trời ơi, quá nhỏ. Có thể mình tưởng lúc sau cái lỗ hồi máu rồi nên là bây giờ dụ có từ ở nhà. Đen thật. Bây giờ sao mình nhảy giờ chỗ này toàn mít này. Rồi lên được rồi. Không chạy à. Chết đôi luôn. Rơi đi, rơi nào. Sang không? Ui giời, nó vẫn nhảy sang được. Đều đều, anh em từ từ thôi. Để cho hero nó sống nữa. Từ từ thôi. Ăn nhanh thế. Thôi, thôi xin chào các bạn nhá. Mình mới hết hiệp rồi. Cảm ơn mọi người nhá.